Không cần đến lớp, không cần làm bài kiểm tra, thậm chí không cần thi. Sinh viên chỉ cần bỏ một số tiền ra là được cung cấp dịch vụ hỗ trợ học tập từ A đến Z. Đó là những lời mà những đối tượng cung cấp dịch vụ học hộ, thi hộ cam đoan với khách hàng của mình. Thế nhưng, khi cây kim bị lòi ra, chính là lúc sinh viên đối mặt với nhà trường và nhận hậu quả nặng nề. Mà điểm danh là qua cái hệ thống camera của trường. Đình chỉ học có thời hạn, và cụ thể ở đây là đình chỉ học có 1 năm. Bạn có thể trót lọt qua một cái môn đó, nhưng liệu về sau bạn có đủ kiến thức để bạn có thể đáp ứng được cái ngành, cái nghề mà sau này các bạn theo đuổi hay không? Tưởng chừng như các hội nhóm trên mạng xã hội có tên gọi tích cực, nhân văn như hỗ trợ học tập uy tín, cùng nhau qua môn, đang hỗ trợ sinh viên học tập đúng nghĩa. Thế nhưng, sự thật hoàn toàn ngược lại. Đó là một sàn giao dịch 4.0 nơi sinh viên tìm kiếm người học hộ, thi hộ. Thậm chí, nhiều sinh viên còn thẳng thắn yêu cầu tìm người học hộ lâu dài, uy tín. Từ đó, sàn giao dịch bắt đầu được ngã giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn. Giá cả của các dịch vụ này dao động tùy theo nội quy trường cao đẳng đại học đó khó hay dễ, thời gian học bao lâu, điểm danh đầu giờ hay cuối giờ, thi lý thuyết hay thực hành, thi trực tiếp hay thi online. Đa số người cung cấp dịch vụ này đều là sinh viên đang học hoặc đã ra trường, có thời gian rảnh và muốn kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra còn có những đối tượng chuyên kinh doanh dịch vụ này. Như ở cấp 3 thì cái việc đó nó khó hơn, tại là do có giáo viên chủ nhiệm các thứ nên là họ sẽ biết được mặt học sinh của mình. Còn lên đại học thì thường là giảng viên sẽ không thể nhớ, lớp quá đông không thể nhớ hết được sinh viên, nên là việc học hộ thi hộ thì nó sẽ dễ diễn ra hơn. Ở tất cả các trường đại học cũng tạo điều kiện là nếu như mà sinh viên nó có việc bận thì sinh viên có thể hoàn toàn gửi thông báo trước cho giảng viên. Mặc dù không góp mặt vào buổi học nhưng vẫn có thể sẽ được góp mặt vào những buổi kiểm tra học phần quan trọng. Lần theo các bài đăng, phóng viên tìm đến một số điện thoại hotline của đơn vị học hộ thi hộ. Đơn vị khẳng định có thể cung cấp dịch vụ trọn gói từ A đến Z, công tác viên trải dài khắp cả nước, hoàn toàn an toàn và chưa từng bị giáo viên phát hiện bao giờ. Tuy nhiên, khi phóng viên ngỏ ý muốn gặp mặt trao đổi trực tiếp, thì đơn vị nói chỉ làm việc online và nhận thanh toán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Bề nổi của các nhóm công khai là những bài đăng đơn giản với yêu cầu thuê và bên thuê chốt đơn. Còn riêng những hội nhóm kín thì dịch vụ sẽ được nâng cao hơn nữa. Đây không đơn thuần là nhóm tìm kiếm dịch vụ, mà còn là nơi để người thuê, người cung cấp dịch vụ kiểm tra mức độ uy tín của nhau, người trong ngành gọi là check scam. Cuối tháng 4 năm 2024, trên nhóm cộng đồng sinh viên Đại học Nông Lâm TP.HCM xuất hiện một bài đăng bày tỏ bức xúc khi có người lạ vào lớp học hộ khiến một sinh viên khác bị trừ điểm oan. Bạn A bày tỏ quan điểm khá bức xúc khi sinh viên học hộ làm sai nhưng không dám nhận lỗi để ảnh hưởng đến người khác. Chỉ vì số tiền học hộ vài trăm nghìn mà cố tình qua mặt giảng viên và toàn thể sinh viên lớp học. Bài đăng nhanh chóng nhận nhiều phản hồi từ sinh viên của trường Đại học Nông Lâm. Các sinh viên đều bức xúc khi tình trạng học hộ xuất hiện trong giảng đường ngày một nhiều hơn, khiến môi trường học tập không còn công bằng, bình đẳng với nhau. Sử dụng dịch vụ học hộ, thi hộ, sinh viên sẽ phải đối mặt với những hậu quả ra sao, góc nhìn pháp lý về vấn đề này. Tất cả sẽ có trong kỳ 2, đừng dùng tiền để mua tri thức, đăng trên báo Người Lao Động Điện Tử ngày 24 tháng 5 năm 2024. Mời bạn đọc đón xem.